Cuối cùng còn một mình chống chọi với công ty này thôi. Tôi nghe nè bác sĩ. Không có gì, chỉ là... Không lẽ kiểu có chuyện gì à? Bây giờ cô ấy đang muốn xuất viện ngay. Xuất viện hả? À, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi nha. Mấy hôm nay tôi bận quá, tôi không đến thăm cô ấy được. Được rồi, tôi tới ngay. Cảm ơn bác sĩ. Em thấy khỏe rồi hả? Ừ. Xin lỗi bác sĩ nha. Tôi có việc đột xuất nên tới trễ. Kiều à, anh xin lỗi nha. Được rồi, để tôi làm thủ tục xuất viện cho vợ tôi nha. Anh ra làm thủ tục nha. Tôi đã làm xong hết rồi. Anh làm gì vậy? Ai cần anh làm? Được rồi, đưa hóa đơn đây, tôi trả tiền lại cho. Tiền bạc quan trọng danh như vậy sao? Quan trọng là Kiều cảm thấy thoải mái kìa. Có ai hẹn làm thủ tục xuất viện cho Kiều mà mấy ngày lại mất tâm không? Kiều à, công ty có chút chuyện, anh xin lỗi nha. Đó, em thấy chưa? Người ta cũng chỉ vì công ty mà quên mất em rồi đó. Anh đã đủ chưa vậy? Chuyện của vợ chồng tôi mà. Bây giờ tôi làm thủ tục cho cô ấy xuất viện, nhưng người giám hộ của cô ấy phải liên lạc thường xuyên với chúng tôi về tình trạng của cô ấy. Tôi biết rồi. Được chứ? Nè, người giám hộ đó, người giám hộ đó, anh nghe rõ chưa? Tôi là chồng cô ấy, là người giám hộ đó. Anh đừng có mơ. Xin lỗi anh, nhưng người lầm tưởng là anh mới đúng. Cô ấy không có nhớ anh là ai hết. Đối với cô ấy, bây giờ anh có nói hàng ngàn lần câu anh là chồng của cô ấy, thì đối với cô ấy, anh cũng chỉ là một người xa lạ không hơn không kém mà thôi. Anh đừng có ảo tưởng nữa. Vợ tôi chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Về nhà cảnh của người xưa, chắc chắn cô sẽ nhớ tôi là ai mà. Anh đừng có mơ. Chuyện đó còn tùy thuộc vào bộ não của cô ấy nữa. Tôi cũng chưa biết. Dù thế nào á, tôi cũng là người giám hộ hợp pháp, đúng không bác sĩ? Chuyện này thì anh nói đúng. Đó, anh nghe chưa? Tôi là người giám hộ hợp pháp, pháp luật đang ủng hộ tôi đó. Em à, mình về nhà nha. Nha, về nhà đi. Em à, anh xin hứa, anh sẽ hoàn toàn tôn trọng em, tôn trọng tự do của em. Em muốn làm cái gì cũng được hết, anh không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì. Nha, mình về đi. Nha, nha. Anh nhớ là ở nhà có cái giường em rất thích mà. Anh bảo đảm về nhà em sẽ nhớ ra hết tất cả, nhất là anh đó. Bác sĩ à, nói giúp tôi một lời đi. Kiều à, anh Trọng là giám hộ hợp pháp của Kiều. Tâm nghĩ Kiều nên về với ảnh, vì dù sao đó cũng là nhà của Kiều mà. Phải đó, đồng ý nha em. Về nhà đi. Kiều à. Em đồng ý rồi hả? Cảm ơn bác sĩ nha. Em đồng ý rồi hả? Đi, đồ đạc anh chuẩn bị với xe hết rồi, mình về thôi. Đi em. Khi nào rảnh anh cũng có thể tới thăm em mà. Ok, chắc chắn rồi. Anh sẽ tới thăm em thường xuyên mà. Được rồi, tôi lo cho vợ tôi được, không cần đâu. Mình về nha. Cảm ơn bác sĩ. Chào anh. Xin chào bác sĩ. Sắp về nhà mình rồi đây. Bạn đội em còn lo mình không hợp tác bên công ty TK sẽ mất hơn. Ai ngờ đùng một cái bắt được cái mối này, sướng hay là sướng. Nhưng mà bên Thành Dương chấp nhận lấy hàng của mình nhanh quá, anh thấy cũng hơi lạ. Có gì đâu mà lạ, tại vì bên họ biết á là bên mình đã từng cung cấp cho bên công ty TK nên họ mới lấy liền. Với lại á,
giá bên mình rẻ nữa, không nhập liền mới lạ đó. Mà em có làm đúng như là anh dặn không? Dòng hàng đúng chất lượng. Thì hàng đúng chất lượng. Thì là sao? Thì em làm gì nữa hả? Rõ ràng là anh đã dặn bên giao hàng, giao đúng số hàng mà anh đã chỉ mà. Thì đúng rồi, nhưng mà trước khi hàng chuyển đi á, em có kêu tụi nó là đổi một số thùng khác vô. Chứ giao hàng đúng chất lượng, mình lỗ trắng hả? Trời ơi là trời, em có biết đây là lần đầu tiên mình hợp tác với bên Thành Dương không? Tham là thăm đó. Thôi mệt quá anh ơi, em đang vui đừng có nói gỡ. Với lại em bù vô có mấy thùng mà, không ai biết đâu. Vô đi, vô đi. Chuyện gì? Bình tĩnh, nói đi. Bên quản lý thị trường á đã ập đến công ty, người ta đòi xét hàng của công ty mình á. Cái gì? Cái gì? Là nói á, công ty mình chứa hàng gian, làm chứng từ giả. Giám đốc ơi, bây giờ mình phải làm sao? Em nhìn đi. Nè, em coi đi. Đó, toàn bộ căn nhà này á là nhà của mình ở đó. Em coi đi. Đó. Em nhìn kỹ đi. Anh không nghĩ cho em biết nha, cái ngôi nhà này á là do em thiết kế đó. Em coi đi. Nè, những cái chậu hoa đó. Đó, thấy không? Đúng vị trí của nó đây nè. Đó, mình thấy không? Đẹp lắm đó. Đó, của em làm hết đó. Đây là nhà mẹ em từng sinh sống hả? Phải rồi. Còn một điều nữa, ở trong nhà này á có một bộ sofa, và bộ sofa này á là do đích thân đi lựa chọn. Em còn dành danh nữa, em còn nhớ chỗ này không? Là màu gì? Đâu, đoán thử cái màu gì. Đáng nhớ đi. Màu xanh hay màu đỏ? Không, không sao. Thôi, mình vô nhà đi. Vô nhà rồi biết. Vô nhà đi. Nè, tên tên tên. Thấy chưa? Nè, sofa em chọn nè. Cái bàn cũng vậy đó. Thấy chưa? Bức tranh của em nè. Thấy không? Đó. Đây nè, chậu hoa. Em thích để chậu hoa giữa bàn mà. Có nhớ đến chút nào không? Không sao. Để từ coi đi nha. Đây nè, chậu hoa rồi bàn ghế của mình hết đó. Em coi đi. Anh đi cất đồ cái nha. Qua đây đi. Rồi, ngồi xuống đây nha. Rồi, ngồi xuống. Phòng ngủ của vợ chồng mình á, ở trong kia kìa. Em á, em vô trong phòng ngủ đi. Còn anh ngủ ngoài sofa được rồi. Em à, Vũ không còn ở đây nữa. Bởi vì Vũ giận anh. Vũ về quê rồi. Không sao đâu. Em về đây rồi, mấy bữa nữa Vũ biết á, Vũ sẽ lên thôi. Kiều nè, em có nhớ Vũ không? Anh quên nữa. Em ở Vũ nhỏ lớn mà, sao quên được. Chỉ của mình anh là thôi. Bây giờ em cứ tham quan vòng vòng ở trong nhà đi. Coi coi phòng ốc ở đâu, đồ đạc ở đâu. Từ từ em nhớ ra thôi. Rồi sau đó hai vợ chồng mình đi ăn. Ăn xong anh phải đến công ty. Tại vì công ty có số gì quan trọng, cho nên là anh không thể vắng mặt được. Có gì cứ gọi điện cho anh, được không? Anh đi nhé. Công việc trong công ty của anh bận lắm mà. Nghe nói anh là giám đốc công ty mà. Thì cũng tạm thời bây giờ cũng có số gì quan trọng cần làm.
Nhưng mà em yên tâm đi, anh làm được, em đừng lo gì hết. Quan trọng bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi, để mau chóng phục hồi trí nhớ lại nhé. Bây giờ anh đưa em đi tham quan nhà nha. Đi. Trước tiên vô phòng của mình nha. Bây giờ mình phải làm sao? Sao anh cứ đứng im hoài vậy? Anh Quý! Lúc nãy em cũng nghe bên quản lý thị trường nói rồi đó. Chờ. Chờ? Chờ đến bao giờ? Chờ họ đem sản phẩm của mình qua cục vệ sinh an toàn thực phẩm để kiểm tra, rồi biết hàng kém chất lượng, rồi họ tới họ xử mình hả? Vậy em cũng hiểu hết rồi đó. Sao lại hỏi anh? Anh, ý em á là mình phải nghĩ cách gì đi. Em muốn anh hối lộ họ để họ tha cho mình à? Hay là đi đầu thú trước? Anh nói cái gì kỳ vậy hả? Bây giờ anh đang rối lắm, em đừng có lải nhải nữa. Trời ơi, bây giờ anh kêu đứng im, đứng im như vậy chẳng khác nào chờ chết. Nếu ngay từ đầu em làm ăn trung thực thì đâu có chuyện gì xảy ra. Anh Quý, sao những lúc xảy ra những chuyện như thế này anh đều đổ lỗi cho em hết vậy? Em làm tất cả những chuyện này là vì ai? Vì ai hả? Ngoài kia có biết bao nhiêu người làm giống mình, họ có bị bắt đâu, họ vẫn ăn sung mặc sướng kia kìa. Em đâu có muốn chuyện xui xẻo xảy ra với mình như vậy. Mà em cũng không hiểu sao cái chuyện làm giấy tờ giả lại dính tới quản lý thị trường nữa. Lần này chắc chết thiệt rồi. Nếu biết trước như vậy thì em đừng có làm. Anh Quý, bây giờ anh đi đâu, anh làm cái gì, anh suy nghĩ cái gì trong đầu? Anh phải bàn bạc với em trước chứ. Anh đi rà soát lại nhân viên, kiểm tra lại sổ sách, như vậy có được không? Anh nè, cô làm gì vậy? Làm gì kệ tôi. Tôi hỏi cô đang làm gì vậy? Trời ơi, anh mắc cười quá à. Kệ tôi đi. Nè, cô đang làm gì vậy? Bộ anh không thấy hay sao hỏi? Biến thái! Trời ơi! Cô làm cái gì vậy? Hả? Cô đừng có làm bộ mà đánh trống lảng nghe chưa? Ai cho phép cô văn màn ở đây? Hả? Thôi đi, anh biến thái quá, anh đi đi. Anh đã làm ô uế đôi mắt thiên thần của tôi rồi, anh đi đi. Biến đi! Trời ơi, làm gì mà trần như nhộng mắt ơi! Vậy là từ trước tới giờ em chưa được nhìn trai bán khỏa thân đúng không? Cái gì? Sao sống nửa đời người uổng phí vậy em cưng? Hả? Vậy hôm nay anh sẽ rửa mắt của em nha. Trời ơi, biến thái quá, đi đi trời ơi. Nè, không phải ai cũng được nhìn body chuẩn của anh đâu đó nha. Nè, mở mắt ra nhìn đi. Nè, nhìn đi. Không mở được. Mắt ra nhìn. Trời ơi. Nhìn đi. Không được, không mở được. Mở mắt ra nhìn đi. Mở Bồ mắt ra nhìn đi. Thiên thần của tôi. Mở mắt ra nhìn đi. Mở mắt ra nhìn tôi nè. À, nhìn đi. Không nhìn được. Đi. Không. Nhìn. Tùng. Tùng. Tùng, 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 Tùng. Em đứng lại coi em làm gì vậy? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Không như em nghĩ. Em nghĩ gì? Thì ý chị là hoàn cảnh lúc nãy đó. Em chúc mừng chị, đã có người chia ngọt sẻ bùi. Em đúng là bao đồng thiệt mà. Vừa mới đi công tác về, chưa kịp ăn với ba mẹ bữa cơm mà vội vàng chạy sang đây để đóng cái kệ cho chị. Sợ chị không có chỗ để đồ, chị còn trách em vô tâm. Thôi chị vô trong nhà đi, tới giờ rồi em phải về đây. Chị làm gì vậy? Sao tự nhiên đánh em? Tôi đánh cậu á, tôi đánh cho cậu tỉnh ra. Cái đầu của cậu chỉ biết suy diễn lung tung thôi à. Suy diễn lung tung gì? Rõ ràng vậy mà còn suy diễn gì? Rõ ràng con khỉ. Cậu biết cái gì mà rõ ràng? Dạo này cậu biến đi đâu mất tiêu vậy? Cậu biết ở nhà tôi gặp biết bao nhiêu chuyện không? Ở đó mà còn nói nữa. Lúc mà cần, không thấy mặt mũi đâu. Cậu tưởng cô hay lắm hay sao?
Nói có vài câu mày đặt giận hờn bỏ đi. Sao cậu không đi luôn đi? Cậu tìm tôi làm chi? Còn mày đặt mua cái này chi? Cậu đem hết về giùm tôi đi. Cậu có biết là cậu ác lắm không? Cậu có biết là tôi ở nhà phải khổ sở như thế nào không? Chị tôi, bộ có chuyện gì hả? Sao vậy? Tôi bị người ta xiết nhà. Tôi không có chỗ tôi đi nữa. Cái gì? Xiết nhà hả? Sao? Bây giờ anh muốn á, cầm cái số tiền này rồi biến khỏi đây, hay là anh cứ nhây nhây ở đây? Đầu tiên là phải kiểm có đủ không đã. Cho anh thoải mái đếm luôn. Con tươi này á, không bao giờ gian lận ai bao giờ đó nha. Với lại đã mang ơn ai thì chắc chắn sẽ báo đáp. Cảm ơn. Chúc hai người vui vẻ. Coi như chị nợ em lần này nha. Cảm ơn em. Ừ, chị biết vậy thì tốt. Đâu có gì. Cảm ơn em. Đây là chứng từ kiểm định hương liệu mà bên anh cung cấp cho đối tác. Còn đây, đây là giấy kiểm định thực sự về chất lượng, chỉ tiêu hương liệu của các anh do bên Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm gửi qua cho chúng tôi. Rõ ràng có sự chênh lệch và sai trật rất lớn. Hơn nữa, nguyên liệu mà các anh đang sử dụng có thêm chất gây hại mà bên Chi Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm đã cấm trong việc sử dụng để chế biến thực không, phẩm. Không thể như vậy được. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành thu thập hồ sơ và giấy tờ để tiện cho việc điều tra. Còn anh Dương Văn Quý, bây giờ xin mời anh theo chúng tôi để về cơ quan hợp tác điều tra. Không được, các anh đã có chứng cứ đầy đủ đâu mà bắt chồng tôi như vậy chứ. Chị không nghe chúng tôi nói gì à? Bây giờ là chúng tôi mời anh Dương Văn Quý về cơ quan để hợp tác điều tra. Chị có biết cản trở người thi hành công vụ là tội gì không? Em à, hợp tác điều tra thôi mà. Anh đi một chút rồi về liền, không có sao đâu. Em ở nhà lo quán xuyến mọi chuyện nha. Mời anh. Anh Chiều nay nhớ đi đâu mấy nè. Mời anh. Anh mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Chuyện gì vậy con? Con đói bụng. Con đói bụng hả? Con đói bụng, từ bữa cơm ăn trước đi nha. Con chờ chút cũng được, nhưng chừng nào ba về? Mẹ đã kêu con ăn trước rồi mà, con đừng có hỏi nữa. Con muốn ăn chung với ba và mẹ mà. Con gọi điện cho ba nha mẹ. Đừng gọi con. Sao vậy mẹ? Mỗi bữa ba thường về sớm với mẹ mà. Ba con bữa nay bận họp. À, mà không, ba con đi công tác, chắc là đang họp với khách. Con đừng gọi làm phiền ba nghe không. Bây giờ con ăn cơm đi, rồi đánh răng, học bài, ngoan nghe không. Ủa, ba đi công tác rồi hả mẹ? Chừng nào ba về vậy mẹ? Mẹ chưa biết, thôi con đừng có hỏi nữa. Vậy mẹ, vô ăn cơm với con đi. Đi mà mẹ, đi mà. Mẹ kêu đi đi, đừng có phiền mẹ nữa, mẹ đang nhức đầu lắm. Dạ. Thank you.
người tố cáo, giấy kiểm định chất lượng từ người công ty đối tác. Ai đã thông báo với công an tin này ngoài ông Trọng chứ? Chắc chắn là Câm mình đã mới làm trò này. Khốn nạn thiệt. Bé Na nè, ăn cơm xong rồi học bài nghe con. Dạ. Mẹ đi ra ngoài một chút, không được mở cửa cho người lạ đó. Dạ. Mình trang điểm vậy có lộ liễu quá không ta? Có bị người ta phát hiện không? Mà thôi kệ, sắc đẹp là quan trọng nhất. Ủa kìa, em dậy rồi hả? Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè, món em thích đó. Anh Trọng. Ủa, Quang. Quang, có chuyện gì sáng tới sớm vậy? Em có chuyện muốn nói riêng với anh. Bà Kiều, bà xuất viện hồi nào vậy? Tôi... Nè, em ngồi xuống đi. Anh muốn bà Kiều nghe chuyện này sao? Kiều nè, đem đoạn vô trong đi. Không phải mọi người muốn tôi mau bình phục hay sao? Bởi vậy tôi cũng phải thích ứng với mọi chuyện của hiện tại chứ. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Nếu cậu muốn như vậy, em ngồi xuống đi, có chuyện gì từ từ nói. Đây là chuyện làm ăn. Nếu như anh là đàn ông thì anh đừng có chối. Có phải anh đã đưa thông tin cho bên công an là công ty của anh Quý cung cấp hàng kém chất lượng không? Nè, em nói cái gì vậy? Tôi đã nói là anh đừng có giả ngây ngô nữa mà. Không phải là anh thì là ai vô đây? Nếu như muốn làm chuyện đó, anh đã làm ngay từ đầu rồi, cần gì phải bồi thường cho công ty của em chứ? Số tiền đó chúng tôi còn chưa nhận được. Có khi sau khi quyết định đưa tiền cho chúng tôi, anh cảm thấy tiếc nên bày trò báo công an để khỏi phải tốn tiền. Nè, anh là người kinh doanh, thực sự tiền rất là quan trọng, nhưng mà anh không phải là kẻ đâm sau lưng người khác để trục lợi như vậy. Em nói chuyện như cẩn thận đó. Bây giờ tôi đang điên lên đây, tôi không cần phải lịch sự và lựa lời để nói với anh nữa. Bây giờ anh nghĩ đây là lúc em cần bình tĩnh lại. Kiều à, rót giùm anh ly nước đi. Em uống miếng nước đi. Công an đã tới công ty em điều tra rồi, có sao không? Giờ này anh còn hỏi vậy nữa hả? Bên công an họ đã mời anh Quý về điều tra rồi, đến giờ này mà vẫn chưa thấy tin tức gì. Họ còn có cả giấy tờ kiểm định mà bên công ty tôi đã gửi qua bên anh. Nếu không phải là anh thì là ai nữa đây hả? Em bình tĩnh lại đi. Cho dù có tin hay không á, thì anh vẫn nói cho em biết, anh không có làm chuyện như vậy. Đặc biệt đối với anh Quý, anh rất là quý trọng ảnh. Hơn nữa em là bạn của Kiều. Nè, em nghĩ đi, anh không phải là hạng người làm chuyện bị ổi đó. Anh biết là bây giờ em đang rất giận, nhưng mà anh tin em không phải là người không biết nhìn người, có đúng vậy không? Còn về giấy kiểm định á, bên em giao cho anh. Anh còn giữ ở văn phòng công ty kìa. Nếu như em không tin, em có thể lên công ty anh xác nhận lại. Nhưng mà có điều á, gần đây bên công ty em có giao dịch với công ty nào khác ngoài công ty của anh không? Nhất là từ sau khi bắt đầu có những lô hàng có chất lượng không ổn. Thật ra gần đây bên công ty em có đặt mối quan hệ với một đối tác mới. Hả? Là công ty nào vậy? Công ty Thành Dương, giám đốc là Quách Ngọc Khanh. Cái gì? Công ty Thành Dương hả? Sao em có mối quan hệ với họ vậy? Chuyện đó thì em chỉ gửi hồ sơ qua thôi, nhưng không ngờ họ lại nhận. Và cũng rất có thiện chí nhập hàng. Mà không lý nào họ lại chơi anh Quý. Tụi em đâu có quan hệ gì với bên đó đâu. Nè, em nghĩ bên đó thích công ty của em nên mới nhận hợp tác với em mà. Thật ra chuyện công ty anh bị chơi, anh đã nghi ngờ là họ làm rồi.
Nếu như họ thấy tên công ty của anh nằm trong danh sách đối tác của em thì chắc chắn... Đúng rồi. Hôm đó Khanh có hỏi em về chuyện hợp tác bên công ty của anh, cả chuyện bên công ty anh bị dập vì chuyện sản phẩm có chất độc hại nữa. Rồi hắn hỏi bên em có liên quan gì không. Em nói sao vậy? Em... Anh hiểu rồi. Bây giờ trước tiên á, em về chờ tin anh Quý đi. Nếu như ngày mai vẫn chưa có tin gì á, em cứ lên công an xin bảo lãnh có được gì không. Nếu như cần tìm luật sư thì anh sẽ giới thiệu luật sư tốt cho. Em yên tâm đi, anh nghĩ sẽ không sao đâu. Còn về công ty Thành Dương, anh đang cho người âm thầm điều tra, coi thử họ có thủ đoạn gì. Anh không chắc là có thể lật mặt được không, nhưng mà ít ra anh cũng ngăn chặn được những gì họ đã cố tình hại công ty em, cũng như là chuyện liên lụy tới công ty của em. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Không sao đâu, trong hoàn cảnh vậy thì ai cũng như em mà. Thôi em đi về, bé Na ở nhà có một mình nè. Tôi xin lỗi bà nha, thật sự tôi không muốn làm phiền gia đình như vậy. Bà ăn gì chưa? Hay là bà ở lại ăn với lại vợ? Ở lại ăn cơm trưa với lại tôi. Không sao đâu, tôi không có đói. Thôi tôi đi về, để bé Na ở nhà có một mình tôi không có yên tâm chút nào. Chào hai người, thôi tôi đi về nha. Dì bà đi về cẩn thận nha, có tin gì của anh Quý thì báo cho tôi biết nha. Ủa em còn nhớ anh Quý hả? Đâu có đâu, thì nghe chuyện nãy giờ em cũng hiểu được là anh Quý là chồng của bà Hoàng. Thì ra là vậy, làm anh mừng hụt à. Thôi em về nha. Nãy giờ em nhức đầu lắm phải không? Toàn nghe những chuyện không hiểu như vậy. Không sao đâu, tội nghiệp anh Quý, mong cho anh tay qua nạn khỏi. À quên nữa, vô ăn đi, anh đã bụng rồi. Anh, mấy việc ở công ty là giống như hồi nãy hả? Chắc là anh cũng mệt dữ lắm phải không anh? Anh mệt lắm, cho nên á, bà xã phải mau hồi phục trí nhớ để cho anh có thêm niềm vui, tiếp sức cho anh vượt qua khó khăn này. Thôi mình vô ăn đi, em đói bụng rồi. Em phải suy nghĩ thật kỹ đã, xem mình có thể chịu đựng được những lý do vô lý của chị hay không. Liệu em có còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho chị nhận ra? Nhận ra cái gì chứ? Tự nhiên cứ nhìn chằm chằm vậy trời. Cuối cùng á, em cũng đã nghĩ thông, nhưng em cũng còn tò mò một điều. Mấy ngày này em không tới, cũng không liên lạc, chị cảm thấy thế nào? Sao chị không liên lạc với em?
Sao chị không quan tâm em ở đâu, đang làm gì? Hay là chị không có can đảm để gọi điện cho em? Em hỏi gì mà hỏi nhiều quá vậy Tùng? Chị không biết, không biết gì hết trơn. Em hiểu rồi. Hóa ra chuyến đi công tác cũng không uổng phí cho lắm. Gì chứ, toàn là nói nhảm. Em đó, lần sau đi công tác hay đi đâu cũng nhớ nói cho người ta một tiếng. Làm gì mà biến mất như không khí vậy? Tưởng đâu chết luôn rồi chứ. Em biết rồi, nhất định từ đây về sau em không để sự vô lý của chị làm cho em buồn, làm cho em khổ nữa. Em sẽ... Sẽ cái gì mà sẽ? Thì chị cứ chờ đó mà xem. Cưng còn non lắm, cưng biết chưa. Chị đừng có... Chị mà còn lấy chuyện tuổi tác ra nữa là chị coi chừng em đó. Sợ gì? Nhưng mà thật ra em nhỏ hơn chị chứ bộ. Chị tôi, chị đừng nói chuyện tuổi tác ra được không? Nếu chị đề cập tới chuyện tuổi tác nữa thì ngày mai em đi công tác luôn á. Thì thôi, làm gì mà dữ vậy? Vậy thôi, đành im lặng là vàng vậy. Được chưa? Vậy mới ngoan chứ. Trời ơi em. Thôi, không giỡn nữa đâu. Có chuyện gì, chị cứ nói. Dạ, anh ơi, ông xã của tôi tên là Dương Văn Quý. Bây giờ, ảnh sao rồi anh? Tôi có thể bảo lãnh cho ảnh về nhà được không? Trường hợp của anh Dương Văn Quý còn đang trong quá trình điều tra về tội trốn thuế, làm chứng từ giả và mua bán hàng hóa kém chất lượng, gây độc hại, cho nên không được thăm nuôi cũng như không được bảo lãnh. Anh ơi, vậy là chồng tôi bị tạm giam hả anh? Không phải vậy đâu anh. Chồng tôi đó giờ làm ăn đàng hoàng, nghiêm túc lắm. Không có chuyện đó đâu anh. Ai đến đây cũng nói như vậy hết, nhưng chúng tôi chỉ tin vào chứng cứ mà chúng tôi thu thập được, không tin vào những lời khai man của các anh chị. Có gì sẽ liên hệ chị sau. Chị cứ về. Anh có thể cho tôi gặp chồng tôi một chút được không? Tôi đã nói rồi, đây là luật. Một chút xíu thôi anh. Hiện nay phạm nhân đang trong quá trình điều tra và hỏi cung, cho nên không được thăm nuôi. Xin mời chị về cho. Cảm ơn anh. Từ từ. Trời ơi, ai vậy? Trả tiền lại cho tôi. Trả đi, đúng rồi đó, lẹ lẹ đi. Trời ơi, nhớ rồi. Trả tiền. Mấy em, bình tĩnh. Trời ơi, chị nhớ mấy em rồi. Làm gì mà sáng sớm tới đây vậy? Trưa trật, bà làm gì mà ngủ dữ vậy? Trời ơi, bộ dạng leader đây đó hả? Mới nhìn tưởng bà là chủ cả khu vực này chứ. Ai về đâu? Bởi vậy, phải đòi tiền mới an tâm được chứ. Được rồi, tiền đi. Bình tĩnh em, mấy em bình tĩnh. Mấy em muốn lấy tiền phải không? Đúng rồi, trả tiền đó. Thì muốn lấy tiền thì nói muốn lấy tiền. Đợi cho chút xíu, chị vô thay đồ. Trời ơi, đợi chút, tôi vô tôi lấy tiền tôi trả. Ở ngoài đây đợi đi. Đợi xíu đi. Bây giờ mà giải quyết đi. Trời ơi, mấy em làm gì vậy? Làm gì mà như tới đây đòi nợ vậy? Chị nói đúng đó. Chị quên hả? Đúng rồi, đòi nợ chứ còn đi. Trời ơi, từ từ. Từ từ cái gì? Trời ơi, chị đâu phải là chị không nhớ đâu. Tại bữa nay chị ngủ quên chứ bộ. Trời ơi, chị ngủ quên vậy. Chị nói người quá. Chuyện tiền bạc hay sao vậy? Chị ngủ quên. Để chị gọi cho sếp đã. Gọi liền đi. Nhanh lên.
Được rồi, gọi điện đi chứ. Từ từ cái gì? Gọi điện đi. Nhưng mà từ từ. Trời đất ơi, muốn có tiền phải gọi điện phải từ từ. Cái gì? Lỗi của chị. Cái đó là lỗi của chị. Sếp của chị rất là vui. Bởi vì trong một thời gian ngắn mà chị bán được nhiều sản phẩm như vậy. Sếp đã nói là sẽ tăng chức cho chị nè, rồi sẽ lên lương cho chị nè. Mấy em phải vui đi, tại vì hả, chỉ có chị dìu dắt mấy em. Trời ơi hả, làm gì đâu mà trưa trật tới đòi nợ thì ghê quá. Thôi đi, người ta đòi chứ, người ta đòi chứ, phải nói chứ, xưa rồi. Người ta đòi mà chị nói chuyện cười quá. Rồi, nhanh lên, từ từ. Trời đất ơi, từ từ gì chị ơi, nhanh đi. Tao thấy bà nói đúng rồi đó. Chứ mình mà đòi tiền gắt quá, bà giận bà không tạo điều kiện thêm cho mình kiếm tiền thì sao? Chăm chút cho bà vài bữa đi. Bây giờ tao không nói gì hết. Đợi bà có tiền tính tiếp. Ừ, có tiền đi rồi tính. Ủa, sao nghe điện thoại ta? Nhưng mà đừng có tin bà, đừng có tin cái bài này, miệng lưỡi dữ lắm. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, đúng mấy người này yếu lưỡi lắm. Gọi nhanh đi. Nhanh đi. Thấy chưa? Không xuống của bà tắt máy luôn rồi đó. Sao? Nhanh đi. Không có nữa. Đi trơn á, nhanh lên đi. Giải quyết đi. Sao giờ? Không bắt máy. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Có bà luôn rồi. Máy luôn rồi đó. Nè nè nè. Em. Trời ơi. Trời ơi, từ từ em. Nghe tôi nói nè. Chị, thực sự là mấy em đừng có hiểu lầm chị. Đúng ra là hôm nay chị có tiền trả cho mấy em rồi. Nhưng mà tại vì cái số tiền bán hàng chị đã đưa lại cho ông sếp của chị rồi. Ông nói là ông đem lên, ông trình cho giám đốc. Rồi ông mua mấy cái mỹ phẩm gì giá sỉ, rồi ông đem về cho chị bán. Xong rồi bây giờ chị gọi điện ông không được. Ông hứa với chị là hôm nay ông đem về. Cái đó là chuyện của chị với ông. Cái này là chuyện của chị với tôi. Chứ bây giờ chị thiếu tiền. Bây giờ chị trả tiền cho tôi đi. Tôi xong sao? Đó là chuyện của chị. Chị trả tiền sao? Trời ơi. Em đi. Chứ bây giờ mấy em đòi chị đâu có tiền đâu mà chị trả. Trời đất ơi. Trời ơi, chị trả vậy. Chị lấy tiền tao mà giờ. Trời ơi. Bây giờ tôi không có tiền làm sao mà tôi trả? Trả liền đây. Chị đừng có hát mượn đây. Lên đây. Bây giờ sao? Mấy người làm gì vậy? Sao? Chuyện tiền nong là như thế nào? Cái chị này chị thiếu tiền qua hầm của em mà chị không chịu trả. Đó, nói đi. Hồi nãy chị nói hay lắm mà. Nói đi. Thì tiền qua hồng bán sản phẩm của mấy cậu này. Nhưng mà tiền đó chị đã đưa cho ông sếp gì hết trơn rồi. Điện mà ông không nghe. Đó, đó. Anh thấy chưa? Chưa? Biết ngay mà. Thiệt tình. Mà này anh, ông anh là ai? Khôn hồn á thì tránh ra ngoài để tôi nói chuyện với chị. Tôi không thể tránh ra khỏi chuyện này được. Tôi là luật sư riêng của cô Tươi. À, luật sư kìa. Mấy cậu đang làm trò gì trong nhà người ta vậy? Giở trò xã hội đen hả? Mấy cậu có tin tôi thưa mấy cậu ra tòa không? Trời ơi, gì căng vậy anh hai? Tụi em chỉ muốn đòi lại tiền thôi mà. Tại vì chỉ hẹn mà sai hẹn chứ bộ. Hồi nào, hết ngày hôm nay mới hết hẹn chứ bộ. Nghe rõ chưa? Bây giờ vẫn còn trong thời hạn của cuộc hẹn. Mấy người làm gì ồn ào vậy? Mà chuyện trả tiền này có giấy tờ gì không? Ừ. Tôi cho mấy cậu biết, đã không có giấy trắng mực đen rõ ràng mà còn ở đây bày trò siết nợ nữa, tội của mấy cậu nặng lắm đó. Theo điều 133 của Bộ luật Hình sự, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay lập tức, hoặc là có hành vi nào làm cho người bị tấn công, lâm vào tình cảnh không thể chống cự được, chiếm đoạt tài sản từ 3 đến 10 năm tù đó. Giờ mấy cậu muốn sao? Gì mà căng vậy anh hai? Tiền của tụi em thì tụi em đòi lại thôi. Thôi. Coi như hôm nay á là lỗi của chị. Chị nói thiệt với mấy em á, chị không phải là hạng người ăn gian nói dối đâu. Cho nên thôi mấy em cũng thông cảm cho chị. Chị hứa ngày mai á, chị sẽ cố gắng gom tiền trả cho mấy em được chưa? Thôi được. Lần này tụi tôi tin bà chị một lần. Ngày mai nếu không có, chị đừng có trách. Vậy tụi bay đi. Nhớ trả đó. Nhớ trả đó nghe chưa? Ngày mai nhớ trả đúng hẹn đó nghe chưa? Em đã nói với chị sao hả? Chị biết rồi. Lỗi tại chị. Nhưng mà thằng cha khốn kiếp đó, không lẽ ông lừa chị thiệt hả ta? Chị gọi cho hắn không được hả? Biết nhà hắn không? Không biết nhà cửa của người ta ở đâu hết mà dám đưa cho người ta cả đống tiền. Em sợ chị thiệt á. Thì tại chị nghĩ
ổng là người của công ty. À, chị sẽ đi tìm ổng. Ờ, chị cứ tìm hắn đi. Hắn chịu ngồi im để cho chị tìm à? Hắn đã ôm số tiền chạy trốn rồi. Dễ lắm. Chết rồi. Giờ phải làm sao? Chị tôi làm vậy có kỳ quá không chị? Chứ bây giờ biết làm sao? Người mà chị có thể nhờ giả ngay lúc này chỉ có bà Kiều thôi. Em xin lỗi. Xin lỗi gì? Thì chị cũng mượn em một mớ rồi. Em đâu phải đại gia đâu. Thôi đi. Dường như trong vắng thanh thang nghe nỗi lòng thở dài lật tràn nỗi nhớ sâu thêm hơn thua bon chen nhiều khi chẳng còn nhận ra chính mình cơn khát đang cao xé làm thân yếu đuối nên chẳng cứ thế cho mình buông ngày qua sóng gió hay thôi cứ trôi theo mây phải ai thương ta vậy ai cho ta cho những hy vọng bước tiếp hay dừng lại ký ức hay thực tại nhiều khi nhớ em hãy sống theo con tim cứ bước theo con tim sẽ đến chẳng một ai trên con đường đời không mắc những sai lầm